Vâng, xin chào các bạn, mình là Hanh Bi. Và hôm nay thì để chúc mừng cho Daban vừa hóa hack thành công con PGXA Avalanche thì chúng ta sẽ làm bài review về con PGXA giáp clear của Bandai. Việc đầu tiên các bạn sẽ được hướng dẫn khi mở cuốn manual của PGXA, đó chính là ráp bộ base. Đây thì bộ base này có cấu trúc tương đối khá là đơn giản. Các bạn sẽ có một slot được sử dụng để gắn bộ nguồn của LED PGXA và một slot còn lại sẽ được sử dụng để gắn trục của base. Nhưng mà ở đây mình không trang bị hai món đó, tại vì hai thứ đó đều được gắn qua ở bên base, đều được gắn qua ở base bên này. Đây là lọ base do một bên thứ ba cung cấp, cho nên là nó được trang bị thêm một vài chức năng thú vị hơn so với lại cái base các bạn được cho của PGXA. Thì đầu tiên là bộ nguồn các bạn sẽ đi vào như bình thường. Các bạn sẽ sử dụng bộ nguồn của PGXA và phần trục cũng sử dụng luôn của bên base gốc. Và các bạn chỉ được trang bị thêm phần đáy ở dưới này thôi. Thì bộ nguồn các bạn sẽ lắp vào và sử dụng 4 pin. Sử dụng 4 pin tiểu. Bộ nguồn riêng của base nó nằm ở sau này, sẽ sử dụng thêm 40 pin tiểu nữa. Khi đã trang bị pin đầy đủ thì bộ base này có thể chuyển đổi giữa hai chế độ và sau đó là chuyển đổi màu. Chế độ thứ nhất là chế độ Breathing, thì chế độ này nó sẽ từ từ chuyển đổi giữa các màu với một cái tốc độ rất là chậm. Nhấn thêm một lần nữa thì nó sẽ chuyển đổi nhanh hơn, vì chế độ này nó giống như là đèn RGB vậy. Nhấn tiếp một lần nữa thì nó sẽ chuyển sang lựa chọn màu cho các bạn. Và đây là nó về là chế độ Breathing, thì nó như thế thôi, bộ base này rất đơn giản chỉ có như vậy. Trục của base có thể thay đổi chiều cao thông qua một cái khóa. Độ nghiêng của base cũng là thay đổi theo phương thức tương tự bằng một cái chốt khóa ở đây. Các bạn có thể chỉnh lên và sau đó khóa lại. Ra còn có thêm một chi tiết nhỏ là nếu như các bạn đẩy phần ở phía sau này có một phần chốt có thể đẩy lên. Và như các bạn thấy là phần bên trong nó vẫn có trở để tượng trưng cho một cái đèn, thì các bạn có thể sử dụng phần GN Drive của XCA và sau đó gắn vào đây nếu như các bạn đã ráp xong nó trước. Gắn nó lại và như thế là các bạn có thể bật trước LED của XCA lên để kiểm tra xem mà nó có đỏ hay không. Chúng ta đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, nó chính là PGXA. Như các bạn có thể thấy ở đây, bộ PGXA của chúng ta hôm nay không những là Lighting Model mà nó còn được trang bị thêm bộ giáp Clear. Bộ giáp Clear này được bán riêng lại ở ngoài với mức giá niêm yết khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu. Nhưng nó sẽ dao động theo thời gian, tại vì khoảng thời gian restock của bộ PG thường là cao hơn, cho nên là nhiều lúc nó sẽ bị đôn giá và nhiều lúc nó sẽ hạ giá. Nên cho bạn nào đang thắc mắc liệu mình có nên đầu tư bộ giáp Clear cho em PGXA này hay không, thì mình xin trả lời là có. Đặc biệt hơn là nếu như các bạn đã sở hữu phiên bản Lighting Model thì nên sở hữu thêm bộ giáp Clear. Lý do vì sao thì mời các bạn theo dõi.
nói rằng bộ giáp Clear này ngoài việc ngoài cái tác dụng là làm lộ những cái chi tiết của bộ frame ra, thì nó còn có một phần nào đó truyền tải những cái ánh sáng của bộ LED unit của con PGXR này. Và nói thật, cái bộ giáp Clear của con PGXR này làm cho mình có cảm giác như rằng là nó được nâng lên một cái tầm cao hoàn toàn mới vậy. Sau khi nhìn vào phiên bản Clear và nhìn lại phiên bản bình thường thì mình lại có cảm giác như rằng là cái con bình thường nó cứ tụt lại một bậc như thế nào ấy. Nói chung là nó không bao giờ so sánh được với lại cái cảm giác mà cái con PGXR Clear này nó mang lại. Trở về với chế độ bình thường của con PGXR này thì vẫn còn một vài điểm mình muốn lưu ý trước khi kết thúc phần 1 của bài review. Thì những cái điểm mình cần lưu ý phần lớn đều là về bộ frame. Bộ frame của con PGXR này có thể nói rằng là nó khá là chán. Và đó cũng chính là một phần tại vì sao mình được cầm vào con PGXR này. Đó chính là vì anh chủ sở hữu của con PG này cảm thấy cái màu như của bộ frame tương đối khá là chán và tách màu nó cũng không có được tốt cho lắm. Cho nên là đã giao lại cho mình sơn lại cái bộ frame, thiết kế và sơn lại cái bộ frame của con PGXR này. Thì sau khi làm xong mình cũng tranh thủ cầm vào nó để review một tí luôn. Và tiếp theo, như mọi con Perfect Ray khác thì con PGXR này cũng được thiết kế một vài chi tiết để open hatch